Cả thế giới phẫn nộ với thủ đoạn của Trung Quốc tại Indonesia. Người dân biểu tình đánh đuổi Trung Quốc, Việt Nam quá cao tay. Chào các bạn, lại là Great Việt Nam đây. Trong video lần trước, chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu về cuộc biểu tình của người dân Indonesia phản đối về dự án xây dựng nhà máy thủy tinh tại Trung Quốc trị giá hàng tỷ đô la. Dự án này đã khiến hàng ngàn hộ dân địa phương bị di rời, mất nhà cửa, đất đai, văn hóa truyền thống và cả kế sinh nhai. Hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục tìm hiểu câu chuyện về cuộc biểu tình đòi trục xuất người Trung Quốc ở Indonesia vì liên quan đến đường dây lừa đảo. Vậy nguồn cơn sự việc này như thế nào? Hãy theo dõi video chúng mình để biết thêm chi tiết nhé! Tuy cuộc biểu tình đã được chính phủ dập tắt, nhưng ngọn lửa vẫn le lói khắp đất nước Indonesia chờ ngày bùng nổ. Và mới đây, theo giới chức trách, Indonesia đã truy bắt được một loạt tội phạm công nghệ cao với chiêu trò lừa tình, lừa tiền người Indo và đường dây được thực hiện bởi người Trung Quốc. Tức nước vỡ bờ, không thể nhẫn nhịn lần nữa, người Indo lại tiếp tục bước xuống đường biểu tình yêu cầu chính phủ cho câu trả lời thỏa đáng. Cuộc biểu tình diễn ra tại thủ đô Jakarta với sự tham gia của hàng nghìn người dân. Họ hô vang các khẩu hiệu đòi chính phủ phải xử lý nghiêm các đối tượng lừa đảo, trả lại công bằng cho các nạn nhân. Lúc này, giới chức mới trục xuất hàng trăm người Trung Quốc rời khỏi lãnh thổ Indonesia. Câu chuyện này đã làm nhiều người liên tưởng đến Việt Nam. Thật ra, trước đây tại Việt Nam cũng có một cuộc trục xuất người Hoa như vậy với quy mô và kế hoạch thấm sâu hơn nhiều. Điều này khiến thế giới vỡ lẽ rằng Việt Nam thật quá cao tay và có cái nhìn đi trước thời đại. Chuyện làm mới đây, cảnh sát Indonesia đã bắt giữ các nghi phạm sau cuộc đột kích của họ vào một căn nhà ở Batam, quần đảo Riau, Indonesia vào ngày 29 tháng 8. Tổng số tiền mà các nghi phạm đã lừa đảo được ước tính lên tới 20 tỷ rupia, khoảng 31,6 tỷ đồng trong khoảng một năm hoạt động tại Indonesia. Cảnh sát cho biết, những nghi phạm này đã hoạt động từ đầu năm nay bằng cách vào Indonesia thông qua thị thực du lịch. Họ giả vờ là người Trung Quốc ở nước ngoài và tạo mối quan hệ tình cảm với nạn nhân trên mạng xã hội. Sau khi nạn nhân tin tưởng, các nghi phạm sẽ yêu cầu họ chuyển tiền hoặc thực hiện các hành vi tình dục trong khi gọi điện video. Nếu nạn nhân không đồng ý, các nghi phạm đe dọa sẽ đăng tải các video ghi lại hành vi của họ lên mạng xã hội. Sự việc đã gây ra sự phẫn nộ đến bẽ bàng của người dân xứ vạn đảo, buộc người dân nơi đây phải xuống biểu tình. Trước tình hình đó, chính phủ đã ban hành lệnh trục xuất 153 nghi phạm về Trung Quốc vào ngày 22 tháng 9. Điều đáng chú ý ở đây là đây không phải là lần đầu Trung Quốc thực hiện đường dây lừa đảo tại quốc gia này. Trong năm 2023, đã có 3 đường dây lừa đảo bị phát hiện và đều có điểm chung là được chỉ đạo bởi người Trung Quốc. Đầu tiên là vào tháng 1 năm 2023, cảnh sát Indonesia đã bắt giữ một nhóm người Trung Quốc vì lừa đảo qua điện thoại. Nhóm này đã lừa đảo hàng trăm nạn nhân tại Indonesia với số tiền lên đến hàng chục triệu đô la. Hai tháng sau, tức tháng 3 năm 2023, họ lại phát hiện và bắt giữ một đường dây lừa đảo Trung Quốc chuyên giả mạo ngân hàng Indonesia và lừa đảo hàng chục nạn nhân với số tiền lên đến hàng chục ngàn đô. Vào tháng 5 năm 2023, cảnh sát lại bắt giữ được một nhóm người Trung Quốc vì lừa đảo qua email. Nhóm này đã gửi email giả mạo đến các doanh nghiệp Indonesia, yêu cầu họ chuyển tiền cho một tài khoản ngân hàng. Trước những hành động đó của phía Trung Quốc, người Indonesia đã trở nên dị ứng với người Hoa. Như trước đó, khi một thị trưởng người Indonesia mới nhậm chức thì phát hiện ra là Hoa Kiều, người Indo đã không tha thứ mà gây chuyện, đập phá khắp nơi. Dễ hiểu thôi, tâm lý của người Indo là sợ người Hoa thao túng cả đất nước. Từ những bình luận của người Indonesia trên mạng xã hội, chúng ta có thể thấy được tinh thần yêu nước của họ và những định kiến mà họ có về người Hoa. Có hai chủng tộc lớn đã đến quần đảo này từ thời thuộc địa, đó là người Ả Rập và người Trung Quốc. Cả hai đều có lý do và định kiến khác nhau. Các nhà sử học thông minh chắc chắn sẽ biết cách xua đuổi họ từ sớm, chứ không phải bây giờ mới tìm cách. Đừng để người dân Indonesia bị đô hộ, chúng ta phải phòng thủ, chúng ta phải chiến đấu. Đây là đất nước của chúng ta là người quyết định. Chính phủ phải kiên quyết không cho phép người Trung Quốc hợp pháp tràn vào, tìm cách kiếm tiền từ người Indonesia và đã có nhiều công dân Indonesia đã là nạn nhân. Nên có những cuộc tấn công vào người nước ngoài trên khắp đất nước, Việt Nam đã làm điều đó cách đây hàng thập kỷ, chính phủ chúng ta thật ngu ngốc. Tôi vẫn chưa hài lòng, chính phủ cần phải có biện pháp mạnh mẽ hơn để ngăn chặn tình trạng này. Tôi yêu cầu chính phủ phải trục xuất tất cả những kẻ lừa đảo Trung Quốc này ra khỏi đất nước, họ không xứng đáng được sống ở đây. Bạn nghĩ gì về làn sóng phản đối Trung Quốc của người dân Indonesia? Hãy chia sẻ ý kiến của mình về những nguyên nhân, diễn biến và tác động của làn sóng phản đối này với chúng mình ở dưới phần bình luận nhé!
Và video hôm nay của Grab Việt Nam chúng mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và xem hết video. Chúc các bạn một ngày tốt lành và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.